shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Nhanh, chú bảo này. Bây giờ nhá, đứa nào thích thì chia sẻ, mà không thích thì cũng chia sẻ hộ cái nhá. Bây giờ là vì công việc chung này, chia sẻ livestream đi. Rồi xem, đừng xem chú à. Được rồi. Hôn le chú. Thôi thì chú đừng có mồm điêu. À, mày bảo chú mồm điêu à. Chú đừng có bốc phét à, có vậy. Này, 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 này. Thằng cháu có phải là fan, fan bảnh không à? Xuống đây nha các con. Các con rời. Chú đây này. Cái gì đây? Nạp thêm 10.000 kim cương thôi chú. Thôi. Chú xin. Có nghĩa là 10.000 kim cương là chú tính ra là 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, khoảng 1 triệu rưỡi. Ui, 10.000 kim cương ở trong game nó tầm khoảng 1 triệu rưỡi. Bây giờ tiền đâu anh em, nói thật với anh em mình chả con xu nào. Đây gọi là không còn một xu nào dính túi luôn. Cháu ở quận Cam, chú ạ. À. Thôi, con ơi, có phải là con bị ảnh hưởng bởi hot gun quận Cam không ạ? Chú lại con nhá. Chú ăn ít lắm mỗi bữa, sơn nào hải vị. Thôi, sơn nào hải vị cái gì? Chú chỉ ăn bánh mì không uống nước lọc thôi nha các con. Cái gì đây? Nạp nhiều lên chú à? Thôi. Thằng kia, mày đứng lại. Ôi dồi ôi, mù mắt rồi. Này, khẩu spark có đúng một viên này. Một viên duy nhất. Ui, đừng, anh ơi, chị ơi, tha em. Rồi, mày hay lắm còn lợn. Cách đây vài giây thì nó làm chủ mình, còn bây giờ thì mình làm chủ nó rồi anh em ạ. Hay lắm. Khuôn máu. A few moments later. Ui đây. Đây, mày này. Úi dồi ôi. Trời ơi, Spart 12 nè. Không hiểu sao hôm nay mình bắn đỉnh vãi nồi ra anh em ạ. Bình thường mình bắn Spart 12 mình ngu vờ color. Được, hay lắm. Thôi đây, mày đừng có mồm điêu, mày đừng có mà bốc phét. Xí kẹo của ngày xưa khác rồi. Bây giờ chú bảo các cháu nha. Chú bảo các cháu nghe này. Cái quần què nha các cháu. Bây giờ một là các cháu ngồi đây các cháu xem stream, còn hai các cháu không thích thì các cháu cũng ngồi đây xem stream. Mà nhớ nhá, chia sẻ livestream nhá. Nhớ subscribe ủng hộ chú nhá. Nghe chưa? Wow. À. Bây giờ để qua đây các con. Đi. Bắn shotgun đi chú. Ừ đây, chú chưa kiếm được shotgun mà thôi, chú sợ lắm. Chúng ta lên đường. Thích sờ chim chú được không? Này, đừng có bậy nha con. Con gái còn nữa sờ chim chú cái gì? Bậy nha con ơi. Ui, mù mắt. Cứu, mù mắt rồi. Mù mắt rồi. Yes. Tuổi gì? Tuổi gì nghĩ sao vậy? Tuổi gì thằng bé? Hỏi thật, chú tuổi gì đòi xơi anh? Nó cứ phải gọi là ok, con dê luôn anh em ạ. Từ xem vứt đạn shotgun được rồi nhá. rồi nhá, có 3 kill, khá là easy anh em ơi. 4x hả? Thôi cứ lượm để đi. Cái gì vậy? Thế nào ngay ok vậy? Có một đứa ngay bên kia nó bắn mình này. Khá mắt, cái gì hả cháu ơi? Chú bắn A đúp hơi bị đỉnh đấy con ạ. Sao ai đúp shotgun chú bắn hơi bị đỉnh ấy, cho lại bảo là cắm mắt là sao? Vãi cả thôi. Mày tính căn sọ anh đấy à? Ui. Căn sọ anh bị ăn căn sọ lại. Nhục cho em. Báng súng mà chú. Thật. Chú nhầm. Chú nhầm các con ạ, chú mày đừng có mà xỉa sói chú nhá. Thôi nhầm thì anh em, sorry. Cái gì đây? Chú mua hộp súng M1014 này bắn tu phế là bắn không phế à? Thôi con này, tiền ông mua con. Bây giờ chú bảo là tiền anh không có này mà chú mày đừng có bảo là chú ơi. Chú nạp vào game bây giờ. Thôi, chú không nạp vào game đâu. Chú ơi, cháu muốn donate cho chú 5.000. Ui. 5.000 kim cương á? Donate cho chú đi, chú xin nhận hết. Ui, bên này chú nghèo khổ lắm, chả có điểm xỉ đâu con ạ. Cứ donate thì chú nhận. Cuộc sống bây giờ nghèo khó khăn lắm các con ạ. Cứ donate thì là chú nhận hết mà, yên tâm đi. Rồi, các con tuổi gì chơi với chú ngạn, chú già đầu rồi. Nói đùa, chú năm nay mới 20 tuổi. Thế làm sao để điểm danh nào?
Điểm danh ở đây là có mấy đứa trên tuổi chú Ngạn giơ tay. Giơ tay đi nha. Ui, cháu donate cho chú 5 triệu được không ạ? Ui, donate đi chú nhận luôn con ạ. Bây giờ cái gì chú cũng nghèo khó lắm các con ạ. Cứ donate đi chú nhận hết các con ạ. Cảm ơn tấm lòng thành. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ui, quân que không trúng à? Không hiểu sao? Rõ ràng mà mọi người không trúng kiểu là nó bị lỗi đàm á hả? Vãi nồi. Nghĩ sao của đang chơi hay làm quả lỗi đàm ấy nhở? Chán đấy nhở? À đúng này là đạn phân này. Sao đứa nào ngoài này? Đứa nào vừa ngoài này? Phải cả chỗ nó ngay đây à? Liệu hồ nha. Mày lên bảng này, thế cho nhanh gọn. Là bắn giá thế anh em, cuốn máu này. Ui. Bắn giá thế. Trời ơi, tôi sợ công quá nhờ. Từ từ ở đây nào. Ui, thằng bé đồ nghèo dã man thế. Ăn gì đồ nghèo vậy? Chú lại chém. Chú có biết chém là cái gì đâu. Con chó lợn nó ở ngay đây này. Mày hồn. Vỡ đầu, mày nghĩ sao vậy thằng bé? Kiểu như nó câu lựu xuống à? Nghĩ sao vậy? Con lợn quay này mày nghĩ sao vậy? Anh lại xuyên mày, anh lên anh nướng thịt dưới cái lớp than hồng bây giờ. Dám bắt con lợn luộc này, con lợn quay này hay là lợn gì thì mình cũng cần hết nha. Điên đầu với cái bọn này quá nhỉ anh em nhỉ? Ui, chia sẻ cho công an được không chú ơi? Này, chú sở chim nghiêm túc là không hề có phạm pháp nhỉ, đừng có chia sẻ cho công an. Lại linh tinh rồi con ạ. Chú là ai? Chú là ai vậy? Cái gì vậy con? Chú là chú Ngã đấy, các con không nhận ra chú sao? Lại còn hỏi là chú là ai? À, cái gì vậy? Làm sao chú là chú Ngã đây? Đứa nào hỏi chú là ai đấy hả? Làm sao mà xem stream của chú lại bảo lên chú là ai là làm sao vậy? Cháu chưa xe line nên cháu ao zoom được không? Cao là cùn. À, cao là lùn là cái quân que gì vậy con? Có phải là con bên dân tộc không vậy? Đặt tên cái tên nó hay quá vậy con? Thuốc nhỏ mắt 502 đâu? Anh bán nó đúc kìa, anh bán hơi bị đỉnh rồi nhá. Các cháu đừng có bảo là chú dùng thuốc nhỏ mắt nha. Chú bán hơi bị đỉnh rồi nhá con. Này, ngồi đây xem chú gái này. Chú chỉ làm một lần duy nhất thôi con ạ, các con nhớ chưa? Top 1 luôn này, không phải nói nhiều nè. Chú là ai chắc không biết, chú đi ra đi. Chú Ngạn ơi, đi cái gì mà đi con. Làm sao? Chú ơi, cháu donate cho chú 2 triệu nếu chú nói đúng tên cháu à? Wow, TC Baby là quần què gì vậy ta? Cái này là mọi người đấy chắc là cũng khá là khó đoán này. Chú là Nguyễn Thị Ngạn nhá. Not Nguyễn Thị Kẹo con ạ. Kẹo kẹo quần què gì? Chú là Nguyễn Thị Ngạn nhá con. Giờ chú nên xem like hay trông cháu nhỉ? Giờ chú nên xem like hay là trông cháu nhỉ? Chú làm gì có cháu nào đâu. Làm sao mà lại bảo là chú nên xem like trông cháu này làm sao? Úi giời ơi, vợ con chưa có thể đâu ra cháu hả các con? Úi giời ơi, vợ con chưa có thể đâu ra cháu hả các con? Wow, chú bắn adu. Ừ, đây. May đây, con lợn này. Wow, vỡ đầu. Mày hay lắm. Con chó ngao này, mày hay lắm, con chó ngao ạ. 8Q, dành em ơi, đi. Mù mắt làm sao được, chú bắn adu hơi bị đỉnh nha các con. Trời, các con nghĩ sao hả, chú bắn mù mắt. Trời, anh em chuẩn bị 502 chưa? Nhỏ mắt. Đúng rồi, anh em chuẩn bị 502 chưa? Không con ạ, chú là Nguyễn Thị Ngạn con ơi. Sao chú bán hay thế? Đơn giản đấy con ạ. Chú chơi game tùy hứng à, bán hay cái gì? Chú bán dở bỏ mẹ đi, các con đã chơi toàn gãy thôi. Đâu rồi? À đây. Mày ngồi trên đấy mày gáy mày bắn nổ xe anh đi à. Con lợn này, mày gáy mày bắn nổ xe anh đi à. Mày lại còn nó gầy mì nữa. Nó gầy mì được cầu thang. Mày gầy mì để cầu thang phải không con? Mày liệu hồ nhá con. Nó ngay kia. Cái gì vậy? Đếch hiểu sao?
Danh vàng một thôi mà chúng nó giúp như chó vậy là làm sao vậy? Wow, quân què. Mình đi chân danh vàng một mà tại sao chúng nó ngồi giúp ở cầu thang như chó vậy ta? Thế luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Ui, kết thúc.